phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Công việc đặc biệt của những người thầy. Câu chuyện về tấm lòng của những người giáo viên ở môi trường đặc biệt này hình như nằm ngoài cái ồn ào thị phi đang đâu đó tồn tại của ngành giáo dục. Bởi những thử thách trong công việc, trong cuộc sống là chuyện hàng ngày, hàng giờ, và cả bởi vì nếu họ không có lòng yêu nghề, tình yêu trẻ và ý chí vươn lên, vượt qua chính mình thì họ đã không thể tiếp tục một công việc đặc biệt, cao quý và đáng được tôn vinh này. Lễ trao giải cho những giáo viên dạy trẻ khuyết tật đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội với sự có mặt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bộ ban ngành có liên quan. Nhưng chúng tôi vẫn muốn đề cập đến một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh giáo dục dạy trẻ khuyết tật của cả nước. Đó chính là những người giáo viên đặc biệt ở khu vực miền Trung. Với thầy giáo Nguyễn Xuân Việt, hiện đang công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng, tấm gương về nghị lực sống và vươn lên của thầy giáo khuyết tật Nguyễn Ngọc Ký là một trong những động lực để anh theo học ngành sư phạm đặc biệt tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Năm 2009, Nguyễn Xuân Việt được về công tác tại Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, nay là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng. Những khó khăn, khác biệt đã xuất hiện ngay trong thời gian đầu, dù đã được chuẩn bị tâm lý từ khi anh còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Mỗi một người thầy, người cô làm công tác giáo dục đặc biệt không chỉ đảm nhận công tác về chuyên môn, truyền đạt kiến thức, họ còn phải trở thành một người thân theo đúng nghĩa của các em. Trong gần 10 năm, từ lúc cầm quyết định về trường cho tới bây giờ, thầy giáo Nguyễn Xuân Việt đã làm được điều đó. Các trẻ khuyết tật đến đây thì mỗi trẻ là một cá nhân riêng biệt, mỗi trẻ có một cái sở thích, một cái nhu cầu, một cái hứng thú khác nhau. Thì cái công việc đầu tiên của bản thân tôi là lúc đầu là phải đánh giá đúng cái mức độ khả năng nhu cầu của các em đã, sau đó mới lên được cái chương trình can thiệp cho các em và phối hợp cùng gia đình để cùng thực hiện. Mỗi một cái sự tiến bộ của các em đã là một cái niềm vui rồi, và cái sự ghi nhận của phụ huynh cũng là một cái niềm vui nữa, rồi sự tin tưởng của họ cũng như là của mọi người dành cho bản thân tôi, thì tôi cảm thấy tôi còn phải nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ cho các trẻ. Có lẽ kiến thức sư phạm là một giá trị gần như mặc định cho người dạy học, song ở môi trường đặc biệt này, chỉ có kiến thức thôi thì chưa đủ. Bởi một người thiếu kiến thức thì có thể đi học, nhưng không có tình thương, sự vị tha và một tấm lòng nhân hậu sẽ không bao giờ trở thành một giáo viên giáo dục đặc biệt. Với cô giáo Lương Thị Kim Loan, hiện đang công tác tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Nam là một ví dụ. Trước đây, trẻ khuyết tật nặng ở trung tâm chỉ ăn, ngủ, chơi, được chăm sóc đến 18 tuổi, sau đó chuyển sang Trung tâm Bảo trợ Người Trưởng Thành. Đến năm 2005, nhận thấy nhiều trẻ khuyết tật vẫn có khả năng học tập, cô Loan cùng ban giám đốc trung tâm quyết định mở lớp học đặc biệt cho các em và cô cũng trở thành giáo viên đứng lớp. Nói cô Loan là giáo viên thôi thì chưa đủ. Cô vừa đảm nhận vật lý trị liệu, vừa giáo dục trị liệu cho các em. Cô Loan đã trở thành một người mẹ hiền của những đứa trẻ ở đây. Nhiều em trong số đó đã gắn bó với cô Loan từ khi lọt lòng cho đến lúc trưởng thành với nhiều tiến bộ rõ rệt. Suốt 13 năm, từ khi lớp học này được mở ra, đã có gần 40 em khuyết tật nặng, biết đọc, biết viết. Là mình thương các em giống như con cái của mình như vậy. Và các em thiếu thốn rất là nhiều vì đã mồ côi mà còn bị khuyết tật nữa. Cho nên là các em rất cần cái sự giúp đỡ của cô giáo cũng như là các mẹ ở đây. Khi các em đến lớp thì các em không có biết một cái gì hết. Nhưng bây giờ các em có thể vui chơi, có thể đá banh, có thể tham gia ăn uống chung với các em bình thường. Thì đó là cũng niềm vui. Chương trình chia sẻ cùng thầy cô do Trung Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện đã bước sang năm thứ tư. Những câu chuyện về nghề, về đời luôn tràn đầy tình thương và sự ấm áp, sự tử tế và tính nhân văn. Chính các thầy cô giáo cắm bản, thầy cô giáo nơi biển đảo, thầy giáo quân hàm xanh và các thầy cô dạy các học trò kém may mắn đã kể thêm những câu chuyện cao đẹp về nghề giáo, về truyền thống tôn sư, trọng đạo, về những giá trị tinh thần thiêng liêng làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Truyền hình Thanh niên ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.